mình đã có một cái quyết định, đó chính là mua nhà cho mẹ. Khi mà mua nhà thì đó cũng là một nơi cho mẹ có một cái tổ ấm an toàn. Cho nên là cái ao ước để mà có một ngôi nhà nó rất là lớn. Và hình cũng có thể gọi là nó là mục tiêu từ ban đầu là nhất định là phải có được một ngôi nhà cho mẹ trước khi đi lấy chồng. Khi mới 18 tuổi, cô gái này đã cùng chị của mình có một quyết định táo bạo, chính là mua nhà cho mẹ. Và rồi ước mơ của cả hai chị em, Lê Vi, Triệu Vi, được thực hiện sau 3 năm khởi nghiệp. Theo chia sẻ, trước khi mua nhà cho mẹ, cả hai chị em sống cùng mẹ ở nhà thuê. Vì vậy, Lê Vi, Triệu Vi luôn đặt mục tiêu có được một căn nhà riêng của gia đình mình. Không chỉ là một món quà dành tặng cho mẹ, mà đây cũng là nơi giúp cho hai chị em có thể sản xuất nến thơm với đầy đủ tiện nghi hơn. Và món quà cho mẹ thì mình cảm thấy rằng là mẹ đã vất vả nuôi hai chị em mình lớn lên, và hiện tại thì mẹ cũng là một người thợ chính trong việc mà sản xuất nến thơm. Thật ra thì là trong quá trình khởi nghiệp thì tụi mình cũng có lợi nhuận, và phần lợi nhuận đó tụi mình không có sử dụng cho mục đích cá nhân mà là đã tích lũy và đã có kế hoạch, như là có một cái mong muốn trước từ lâu là sẽ có một cái tổ ấm cho riêng mình. Cho nên là cái ao ước để mà có một ngôi nhà nó rất là lớn. Ngay khi còn đi học lớp 11, Livy đã quyết định chọn con đường khởi nghiệp với nến thơm. Trong một lần tình cờ tìm thấy nến thơm trên mạng, Vi đã mua về dùng thử. Vì cảm thấy thích thú, cô gái đã ngỏ lời với chị gái mình để khởi nghiệp mô hình sản xuất nến thơm. Về cái mặt khó khăn thì thật ra là mình là một cái người mới trong việc khởi nghiệp này, và mình chưa có đầy đủ kinh nghiệm gì cả, nên là việc khó khăn của mình thì ban đầu là khó của mình trong cái việc mà tìm kiếm nguyên liệu. Vì đối với những cái sản phẩm nến thơm thì mình mong muốn rằng là những nguyên liệu đó để làm sản phẩm nến thơm thì phải an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, nên là thời gian đầu của mình là khá khó khăn để tìm kiếm nguyên liệu. May mắn thay, chị gái của Livy từng theo học chuyên ngành kỹ thuật hóa học. Vì vậy, Livy luôn được chị mình hỗ trợ trong việc tìm kiếm nguyên liệu, pha trộn mùi hương mới cho nến thơm. Để làm nên những lọ nến thơm an toàn cho khách hàng, Livy cho biết mình luôn dùng sợi bắc cốt tông, không chứa chì, sáp đậu nành, sáp cọ để sản xuất. Vừa qua thì Charles Kendall cũng sắp ra mắt một sản phẩm nến thơm, và sản phẩm nến thơm này là sử dụng 80% là sáp ong. Và nguồn nguyên liệu này thì thật ra là mình rất là thích, vì mình đã nhập từ chính quê hương của mình là Vĩnh Long. Và nguồn sáp ong này thì ngoài ra thì an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, và nó cũng là một cái nguồn nguyên liệu mà mình giúp cho người dân ở Vĩnh Long, địa phương mình có thể kiếm thêm nguồn thu nhập. Nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ chị gái cũng như mẹ của mình, Livy càng có thêm động lực để phấn đấu. Ngoài ra, cả hai chị em cho biết đều dành một số tiền để tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp trẻ em vùng cao.